thức thì chưa, mà thường là đơn phương là dạng chưa chính thức. 34 tuổi mà chưa có mối tình nào chính thức là sao, lý do? Và em cũng có, nhưng mà đến lúc mà người ta lựa chọn thì người ta không chọn em, mà chọn người khác. Trời ơi, bà tóc thề. Rồi mình là còn nguyên luôn. Phải không? Dạ. Là tới giờ còn riêng luôn hả? Muốn người đó phải có kinh nghiệm chút đỉnh để mà dìu dắt hướng dẫn mình. Không kinh nghiệm thì cặt thôi. À, chị Tường là mai cho em người đã có lập từng để đổ lập gia đình rồi, em chịu không? Dạ được chị. Rồi mình thua người ta sao? Mình mất kinh nghiệm thì mình biết làm gì không? Ý là mình có thể hỏi người khác. Hỏi ai? Hỏi ông Google. Hỏi ông Google. Hai. Kiểu hai bên cũng để ý nhau mà chơi nói vậy nhau hết. Ủa vậy là cũng còn nguyên luôn. Dạ nguyên. Dạ nguyên. Con chưa mới. Vậy là cũng hợp luôn rồi nè ha. Xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chào hai bạn. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và các bạn khán giả đang xem chương trình. Dạ, em tên là Lô Bảo Ngọc. Sao tên giống tên gái vậy? Dạ, ai cũng nói vậy. Vậy hả? Dạ. Họ có hỏi ba mẹ tại sao đặt cho mình cái tên như vậy không? Có ý nghĩa gì trong cái tên của mình không? Hồi đó thì bác đầu em thì thích chuyện Hồng Lô Mộng. À, tôi nghi liền là đặt Lê Bảo Ngọc. Dạ, nhà có ai tên Đại Ngọc không? Dạ không, mình em thôi. Rồi nhà có đông anh chị em không em? Dạ, em có một đứa trai ruột. Trai tên gì? Dạ, tên Trung Thứ. Khác rồi nè. À, chứ không có giống tên gái nữa. Dạ. Rồi, Ngọc là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 34 tuổi. Dạ, là nhân viên văn phòng. Dạ, quê em ở Quảng Ngãi. Rồi hiện giờ mình đang làm việc ở đâu Ngọc? Dạ, em đang làm việc ở trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố. Wow, làm về ngành nào trong đó? Nhân viên văn phòng đó chị. À, nhân viên văn phòng. Làm ở đó lâu chưa? Dạ, 9 năm rồi. Ồ, vậy cũng bền quá ha, 9 năm rồi ha. Hiện tại là mình sống với ai? Dạ, em sống với cha nuôi của em. Ủa, rồi ba mẹ ở đâu sống với ba nuôi? Tức là gia đình bác ruột của em không có con, cho nên nhận em về làm con nuôi. À. Thì lúc đó em có giống cha mẹ nuôi, nhưng mà mẹ nuôi em thì mất ở đây khoảng 5 năm rồi. Ừ, nói là cha nuôi nhưng thật ra cũng là bác ruột đúng không? Dạ đúng. Là anh của ba mình. Dạ. Nhưng mà là ba còn ba mẹ ruột. Dạ, ba mẹ ruột em còn, nhưng mà ở quận Gò Vấp. À, cũng thành phố Hồ Chí Minh hết. Dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi, chào em gái. Dạ, chào Cát Tường. Em chào anh đối diện, anh Ngọc và các khán giả. Dạ, em tên là Bảo Đề Anh Thảo. Em sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang làm giảng viên thỉnh giảng của trường đại học Văn Lang. Dạy môn môn gì? Em dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh, trường đại học Văn Lang. Dạy lâu chưa? Em mới nhận về cũng hơn tháng nay, nhưng mà kiểu dạy online. À, thì trước đó thì mình làm gì cưng? Trước đó em cũng làm tiếng Anh luôn, dạy tiếng Anh, nhưng mà dạy trung tâm. Thì em làm cũng hơn 4 năm. À, đối tượng học sinh? Dạ, cũng nhiều độ tuổi, từ nhỏ tới lớn đều có. Nhà đông anh chị em không Thảo? Em có hai chị em, em là Út. Rồi, giờ đang sống với ba mẹ luôn. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em khá là hòa đồng, dễ nói chuyện. Với lại em cũng biết đàn hát chút, cũng thích nấu ăn. Thôi bây giờ cái chuyện đó tính sao, tôi thấy xách cái đàn vô. Mà tôi nghe nó thích đàn hát, bây giờ mở màn cái cho nó xôm, cho nó vui nè. Hát tặng chị Tường nè, tặng anh Ngọc nè, tặng quý vị khán giả một bài. Dạ, em xin hát ca khúc Take Me To Your Heart của nhóm bài Colin Stewart. Wow, cô giáo tiếng Anh ha. Ngon lành, biết tiếng Anh không? Dạ biết sơ sơ. Sơ chắc giống chị Tường quá. Đúng không? Dạ đúng rồi. Sao mà thấy ấn tượng tiếng đàn hơn hay tiếng hát hơn hay là cả hai? Dạ cả hai. Dạ cả hai. Hay ha, hòa quyện ha.
lâu lâu mới có một tiết mục hay như vậy gửi cho khán giả. Nói chung là chuyện hay dở quan trọng mà cổ ôm đàn, cổ tự tin, cổ đánh rất là to rõ như vậy là tôi thích rồi. Quá tuyệt vời. Ủa rồi cô giáo dạy trên lớp có nào hát cho học trò nghe không? Một trò vụ được hát. Học trò vụ hát hả? Nhưng mà hát trong lớp sẵn là đâu có đàn đâu phải không? Dạ không có gì hết đó. Thích chay. Hôm nay mốt mình đi đâu là mình cứ xách theo cái đàn, dễ lấy thiện cảm với mọi người đúng không? Dạ. Rồi đó là ưu điểm mọi người cũng đã nhìn thấy. Rồi khuyết điểm là gì? À, khuyết điểm của em thì ít nói, ít cười. À, khi mà em nói mà có hứng thú là điểm nó nhanh lắm. Với lại nhiều khi ở ngoài nhìn vô thì tưởng là em khó gần á, nhưng mà thiệt ra là ngoài lạnh trong nóng mà ta không biết. Ngoài trong nóng à. Vậy thì mình phải khắc phục. Yeah. Khắc phục cái đó chứ thôi người ta hiểu lầm mình rồi, cái tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng trong những mối quan hệ. Yeah. À, rồi còn quay qua lại với Ngọc thì điểm mạnh điểm yếu của Ngọc là gì Ngọc? Điểm mạnh của em thì em cũng có nhiệt tình, cũng hòa đồng với mọi người. Ừ. Thì cái điểm yếu của em là có tật hay quên. Với lại một khi mà em có chú tâm gì á thì em mọi việc khác em bỏ dở đi. Ví dụ như bắt chuyện với nam thì không sao, nhưng mà với nữ á thì em hơi khó bắt chuyện với nữ. Tập lên cho nó dạng dĩ, tự tin lên. Tình trường sao? Ngọc thì trải qua mấy mối tình rồi cưng? Chính thức thì chưa, mà thường là đơn phương thì chưa chính thức. 34 tuổi mà chưa có mối tình nào chính thức là sao? Lý do? Là em cũng có, nhưng mà đến lúc mà người ta lựa chọn thì người ta không chọn em, mà chọn người khác. Trời ơi bà, tất cả. Tôi rút từ kinh nghiệm ra là tại người ta có nói với mình, phải biết tại sao người ta không chọn mình. Ta nói em là không có nắm bắt cơ hội. À, nắm bắt cơ hội là cơ hội gì? Cái ngày đi chơi cuối năm á, thì cũng tiếp xúc rồi thì mình chưa có, người ta cũng đã có ý rồi, nhưng mà lúc đó em thì cũng như nhát quá, nhát nên là chưa có tỏ rồi. Có nghĩa là thấy chưa, tôi nói nhiều lần trong chương trình rồi, nhát quá là cũng không có tốt đâu. Nhiều khi người ta quen mình lâu mà người ta thấy mình không có cái ý gì, người ta cũng nghi ngờ giới tính mình nữa. Phải không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Ủa thiệt luôn hả? Không, ý là em là cặt thẳng hoàn toàn. Nói em là không có ý là người ta nói em là không chưa rõ ràng. Ừ. Em tính là sau cái ngày đó em tiến tới luôn. Trời ơi, đợi sau ngày đó rồi muộn màng rồi, thấy chưa? Dạ. Cái người ta lấy người ra có bồ khác, ta lấy chồng luôn. Dạ đúng rồi. Rồi mình là còn nguyên luôn. Dạ. Phải không? Dạ. Là tới giờ còn riêng luôn hả? Rồi tôi nói chơi mà trúng thiệt hết trơn vậy trời. Trời đất ơi, rồi ông tính ống hoài, ông giữ hoài hay chi vậy? Rồi bây giờ thí dụ có mối tình này nữa thì có mạnh mẽ hơn không? Có tiến tới không? Dạ có. Dạ. Nhưng mà trong cái cuộc sống em thì ngoài đó là tình yêu, rồi công việc thì sao? Nếu như mà để gọi là một cái gì đó nhìn nhận lại mà có nuối tiếc trong cái tuổi trẻ thì em có nuối tiếc cái gì không? Mình theo bạn bè, mình chọn sai cái ngành mình học. À, chọn sai ngành học. Người mình thích á mà mình không có chịu bày tỏ ra. Không nắm bắt cơ hội trong tình yêu. Đó. Thấy chưa? Dạ. Công việc cũng có nuối tiếc mà tình yêu cũng có nuối tiếc. Thì bây giờ rút kinh nghiệm để từ nay về sau mình sẽ không có nói nuối tiếc cái gì nữa hết. Tuổi trẻ là phải dám yêu, dám nghĩ, dám làm, muốn là cứ tới. Còn cái chuyện được hay không được là tính sao. Nhưng mà mình muốn mà mình không có quyết tâm thì người ta sẽ không ghi nhận cái sự mong muốn của mình. Thế bây giờ muốn tìm một cái người bạn gái hay là một cái người vợ trong tương lai của mình là người như thế nào? Ngoại hình thì dễ nhìn. Ừ. Thì tính cách thì hiền, có một chút cá tính. Rồi lỡ em sai thì có người ngăn em lại được. Ừ. Nhưng mà giờ mình chưa có kinh nghiệm về tâm tình trường thì mình muốn cái người bạn gái mình là cũng giống mình chưa có kinh nghiệm, hay là muốn người đó phải có kinh nghiệm chút đỉnh để mà dìu dắt hướng dẫn mình? Không kinh nghiệm thì càng thông. À, sao vậy, sợ thua phụ nữ hả? Không, mà không thua chứ làm sao mà thôi nhường. Ví dụ giờ mình làm chương trình, chị Tường làm mai cho em người đã có lập từng để đổ lập gia đình rồi, em chịu không? Dạ được chị. À, rồi mình thua người ta sao? Mình mất kinh nghiệm thì mình biết làm gì không? Ý là mình có thể hỏi người khác. Hỏi ai? Hỏi ông Google. Hay, Tường hay, cũng hay chia sẻ lắm quý vị. À, mới quý vị cần gì không biết hỏi ông Google. Bây giờ ông Google cái gì ông cũng biết hết. Nhưng mà cũng có một số chuyện nhạy cảm chưa chắc ông biết đâu nha. À, mình phải tìm hiểu thêm nha. Thôi hôm nay mình cứ bàn luận với người yêu mình đi, là cái đó là tốt nhất, đúng không em? Dạ đúng. À, về ngoại hình thì cho một chị một chút xíu cái chuẩn đi. Thích là cao thấp, mập ốm, tóc dài, tóc ngắn, mắt to, mắt nhỏ, một mí hai mí gì, có cái tiêu chuẩn gì không? À, 1m55 trở lên. 55. Tóc dài. Ngoại hình thì cân đối. Cân đối. Đừng mập quá. Dạ. Em nhiêu ký? Dạ, em khoảng 72 kg. 72, em cao mét mấy? 1m68. 1m68, 72 kg. Rồi, để chị Tường nói chuyện với bên đây. Thảo, tình trường Thảo sao Thảo? Mối tình chính thức em cũng chưa có, nhưng mà kiểu hai bên cũng để ý nhau mà chưa nói vậy nhau hết. Chưa nói gì hết, sao biết ta để ý mình? À, tại em có hỏi chị em á, lúc mình đi về á thì đứng ở cổng đợi bạn nó xuống hỏi thì nói là cũng có để ý, nhưng mà bạn nó trả lời là tại vì cái thân của mình lo còn chưa xong, sao mình lo cho người ta được, cho nên không có nói gì vậy. Vậy là cái người cũng không biết nắm bắt cơ hội luôn. Lúc đó là bao lâu rồi? Hồi sinh viên. Còn lâu dữ vậy đó hả? Ủa là có một mối tình đó thôi đó hả? Dạ vậy thôi, là em cứ lo em học rồi em đi làm. Tại vì cái đó cũng đâu phải là mối tình, có hẹn hò đi chơi riêng gì chưa?
có va chạm gì chưa? Cũng có một nắm tay mà vì do là hoạt động đoàn á, chứ không phải là có nắm tay đi sinh hoạt thôi hả, chứ không phải nắm tay riêng hai đứa yêu nhau nữa hả? Dạ. Ủa vậy là cũng còn nguyên luôn? Dạ nguyên. Con chưa mới. Vậy là cũng hợp luôn mình ha. Rồi mình là còn nguyên luôn. Dạ. Phải không? Dạ. Là tới giờ còn riêng luôn hả? Dạ. Rồi chúng nó chơi mà trúng thiệt hết trơn vậy trời. Cầu được ước thấy ha. Thôi về mình tự tìm hiểu thêm mà cái gì hỏi ông Google ha. Còn ông Google nó không được, em bấm chữ Cát Tường cái tới chị luôn á, để chị tư vấn cho cũng được, được không? Dạ. Tin tưởng chị Tường không? Dạ tin tưởng. Bao nhiêu năm mình không có bạn trai mình có buồn không? Dạ buồn thì cũng không, nhưng mà cũng có nuối tiếc là tới thanh xuân mình nó trôi qua nhanh quá, mình không hay. Mình có thích ai mà mình không dám tỏ tình nữa, hay là có ai để ý mình mà mình không nắm bắt cơ hội không? Lúc đó chắc không đâu chị, tại vì em cũng lo em học lên rồi em đi làm, với lại thời gian làm nó cũng không có thời gian để em đi chơi nữa. Em làm từ sáng rồi tới tối khoảng chín đến 10 giờ về tới nhà. Lúc vừa học vừa làm thì lo làm bài làm bữa sau. Đi làm tiếp không có thời gian để đi hẹn hò. Nuối tiếc cơ tuổi thanh xuân ha. Yeah. Muộn nhưng mà cũng không chưa đến nỗi nào. Mà giờ mình tăng tốc lên nha. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Nghiêm túc một chút. Vui vẻ hài hước, thành thật chân thành với đối tượng một chút. Cao thì từ 1m68 trở lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m65 yếu. Wow. Cỡ. Em cũng không cần yêu cầu bạn nam phải là cho bạn nữ trăm triệu gì đó, không cần, nhưng mà ý là cũng biết chịu chơi gì em thì cũng được. Nói chung là nó ga lăng hào hoa chút chứ đừng keo kẹt bủn xỉn, đúng không? Chứ không cần thiết mình cũng làm ra tiền, mình cũng không phải là chú trọng cái chuyện đó, nhưng mà cũng phải biết cái cách cư xử cho nó nhìn nó ga lăng chút, phải không? Rồi nếu mà được thì em muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Thì khi nào mình tự cảm thấy chín mùi thì mình sẽ. Em có ngại đi làm dâu không? Dạ không vấn đề. Có thể dục thể thao gì không? Dạ hồi trước dịch thì em cũng có đi tập nhảy Zumba, thì tuần 3 bữa, nhưng mà từ lúc mà dịch tới giờ em chưa dám đi lại. Rồi tới mùa dịch thì có lên ký không? Dạ chắc khoảng 1-2 ký. Dạ hả? Rồi cố gắng nha. Dạ. Em có hình không? Dạ có. Rồi để chị mượn coi. Đó, trời ơi. Mùa dịch lên ký 1665. Bên đây đặc điểm nhận dạng là gì đây? Thôi tự coi đi, 2-4-6 anh. Nãy nó cao mét 7 hả? 1m68. 1m68 hơn mình được phân ngữ. Chị tiết lộ cho em luôn là ảnh có đeo kiếng. Đó, bốn anh đeo kiếng em lựa đi. Loại bớt cho nó dễ kiếm. Chắc anh này quá. Anh nào? Anh góc trái. Anh góc trái, tại sao em lại chọn anh đó? Em nghe giọng em đoán. Anh góc trái rồi, đợi đi chị qua đây chị coi. Em nghĩ là bạn mình góc trái rồi. Bạn góc trái luôn, sao bên kia cũng chọn góc trái, bên đây cũng góc trái. Tại sao chọn bạn góc trái này? Đoán đi, giọng nói. Giọng nói, bên đây cũng giọng nói mà ra. Coi coi hôm nay đoán trúng không. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. Không có trúng đâu, có trơn, có trọi á. Trời ơi. Rồi giờ đoán lại đi. Bên phải. Bên phải luôn. Em phải tới nhì phải vô. Đó, đúng rồi đó. Đâu, ảnh đâu? Ảnh đây. Rồi, bên này cô ấy đâu? Đó. Rồi, bây giờ thì gửi tặng quà cho nhau đi. Có quà mình gửi tặng nhau đi. Dạ, dạ. Cô có món quà gửi. Trời ơi, cô này cô cao ghê ha. Nhưng mà hơi béo nha. Đó, phải giảm cân đi chứ còn trẻ chưa lấy, chưa có con nữa. Mà bây giờ sinh con nữa là còn bự nữa. Mà cái này tôi thấy bự hơn trong hình á, là lên cân mùa dịch phải không? Chứ trong hình đâu có bự dữ vậy. Dạ. Nha. Rồi cảm nhận đầu tiên của Ngọc như thế nào? Bạn nữ xinh. Có sao xuyến rung động gì không? Có. Rồi cảm xúc của em thì như thế nào Thảo? Thấy bạn nam điềm đạm. Hồi nãy nghe bạn Thảo hát rồi đúng không? Bây giờ em biết hát không? Dạ chút. Bây giờ em hát cổ đàn cho em hát được không? Dạ được. Đâu hỏi thử coi mình muốn hát bài gì cô cổ đàn được không? Mình hát bài Tình Đơn Phương được không em? Dạ dạ được. Trời hay quá, đàn sĩ bài gì cũng được hết. Nhiều lần gặp gần bốn ngày, tiếng yêu đương sao chưa thành câu. Nàng đẹp từ ngà muôn xa, đến bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chơi với sầu lấy. Nàng đẹp từ ngà muôn ánh sáng, tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui, lòng anh xa xuyến. Là người hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu.
bên kia bên em thân ấy mà rằng lòng mình nói ra em không tin trên gương trong tình sâu chắc ngang giờ mùa hồng phai nhạt em hẹn em rồi em mang cô đơn trên lối về anh xin yêu em đơn phương thả rằng mình đừng nói ra để con tin trên gương tình sâu chắc ngang lòng người đáng đau yêu em từ lâu. Trời ơi, hay quá. Thiệt sự là lần đầu tiên có một cái sự kết hợp trên sân khấu mà chưa có sự luyện tập trước mà nó vô như vậy. Cô này của Đờn là tôi yên tâm rồi, hồi nãy nghe rồi. Mà tôi cũng sợ anh này anh vô nhịp đâm ban là cô này của Đờn không được. Mà thường thường mà dân nhịp dư mà chưa có dợp trước là lúc nào cũng là cũng bị lọt sọt. Mà công nhận anh này anh hát trúng nhịp ghê rồi đó, có đi học nhạc lý không? Dạ không, tại chỗ em cũng thỉnh thoảng ca sĩ tới họ luyện thanh thì ngồi coi họ thử. Dù là nhân viên như văn phòng đi chăng nữa mà cũng làm trong đoàn nhạc nhẹ ha, cũng phải nghe ca sĩ hát ha. Tôi đúng rồi, hèn chi hát hay dở không quan trọng, trúng nhịp là không có sọc dưa nhạc sĩ đúng không? Một sự kết hợp rất hoàn hảo trong chương trình ngày hôm nay. Em thấy cái này có thu nhập của anh á. Ừ, thu nhập anh nói thật là nó cũng không cao. Nhưng mà anh á thì ở chung với nhà với ba đôi anh. Nhà ở đường nhỏ thôi nhưng cũng được mặt tiền. Dạ. Nhà cũng tương đối rộng rãi. Sau này mà cũng buôn bán hay là thậm chí mở lớp học là đều được hết á. Tại vì có lầu cũng có đầu phòng rộng rãi lắm. Dạ. Ngoài ra anh nhà anh còn có nhà trọ cho thuê. Vậy cái đó thấp thôi. Cái nhà trọ cho con nhà trọ cũng mấy phòng mà. Dạ. Có khoảng chục phòng mà. Thì ba đầu anh quản lý thì coi như hai nhà chia nhau. Tại ba đầu anh ở Gò Vấp luôn. Dạ. Nếu mà sau này mình anh lấy vợ thì mình muốn mình sống ở đâu á? Nhà anh. Dạ. nhà anh ở chỗ Nguyên Đậu thì ra Phong Trị có khoảng 100 mét à. Dạ dạ. Em không thích năm điều không thích ở đàn ông là gì em? Em không thích là ví dụ như quen rồi mà không có công khai á. Thì cái thứ hai là em không thích bạn nam nghe lời mẹ quá. Kiểu không phải là em muốn bất hiếu gì mà. Nhưng mà cái việc cũng nghe lời lớn nói là không có quan tâm tới cảm xúc của bạn gái á. Thì nó cũng không có cân bằng. Thứ ba là bạn nam keo kiệt. Keo kiệt tính toán chi li đó. Ví dụ bao lâu cho vợ một khoản gì đó để đi chợ trong ngày là cái về cái hỏi tiền thối này kia tính kỹ kiểu vậy. Mà cái thứ tư là vô tâm. Cái này em thấy cái do này cũng nhiều chuyện này mà nhiều người cũng đổ vỡ em. Kiểu không quan tâm rồi mấy cái gì đặc biệt không có nhớ. Cũng nhiều chuyện khác không có tinh tế để ý á. Cuối cùng là bảo thủ. Ví dụ như hai người có mâu thuẫn gì đó, bạn nào không có tiếp thu cái ý kiến của đối phương thì nó dễ sinh ra mâu thuẫn lớn hơn. Anh cũng không bị đúng gì ở nào. Dạ. Anh có trải qua lần đổ vỡ không? Tại em thấy có nghĩa là chịu đựng quá nhiều trong hôn nhân á. Em không biết là mình có trải qua lần nào. Không, cái đó thường đó là cái kiểu mẫu mà của mẹ mình hay là của gì, cô gì mình đó ngày xưa đó là giờ phải chịu đựng để lấy về chồng về chịu đựng. Thường đó là phải chịu đựng nó phải giờ là cái nam nữ ta bình quyền với nhau, bình đẳng mà. Dạ đúng. Giờ này một bên mà cứ tiến đó một bên cứ lùi miết á thì nó sẽ có ngày nó đổ vỡ ra. Nên là trong anh muốn là coi như là có khó khăn hay là gì á thì vợ chồng á là phải chia sẻ với nhau chứ được cứ để mãi trong lòng là có ngày bùng phát lên là coi như là tan. Nãy giờ có ăn chưa? Dạ có. Anh ít thôi hả? Rồi chút xíu nữa mình sẽ tiếp tục mình ăn nhiều ha. Và mình trò chuyện với nhau mình thấy có hợp không? Có hiểu nhau được miếng nào không? Dạ cũng tương đối. Chị cũng hy vọng là các bạn sẽ tìm được những cái điểm mà mình kết nối được với nhau. Thế thì hôm nay là chị nhìn xuống bên dưới là không thấy người nhà của các em đi theo để ủng hộ cũng như là góp ý cho mình. Thì bây giờ mình có người thân nào có thể gọi điện thoại được không Thảo? Dạ em có mẹ em. Rồi em gọi cho mẹ nha. Alo, cô chào cô, khỏe không cô? Dạ, nãy giờ nè cô Từ. Vậy là hôm nay cũng nôn nóng con gái mình đi tìm bạn cũng trong người cô cũng là nôn nao đúng không cô? Dạ. Dạ bây giờ cô mong muốn điều gì nè? Mong muốn Thảo và tìm được người vừa ý. Nhưng mà cô có cái yêu cầu gì không? Cô có cái tiêu chí gì không? Bạn chân thật là được ha cô Tường. Bây giờ cô muốn bắt rễ hay là cô cho em Thảo đi làm dâu? Kiểu nào cũng được hết cô, kiểu sao nó vui thôi. Dạ trời ơi mẹ mặt phúc hậu quá. Bây giờ muốn con sao cũng được, con vui là được thích chưa? Cô bây giờ hôm nay là Cát Tường á có tìm ra được một bạn để giới thiệu cho Thảo. Bây giờ con cho bạn ấy chào cô nha. Bạn ấy tên là dạ tên là Ngọc nè. Chào bác đi nói chuyện thôi cô đi cho nó trẻ nha. Dạ anh chào cô. Chào anh Ngọc. Cô khỏe không cô? Dạ cảm ơn con. Ngọc quê ở đâu Ngọc? Dạ con ở Quảng Ngãi nhưng mà con vào đây sống từ nhỏ rồi cô ơi. Dạ Ngọc làm gì? Dạ nhân viên văn phòng cô ơi. Hồi nãy giờ hai đứa nói chuyện thì vui không? Dạ vui ạ. Nãy giờ Ngọc hát chưa? Dạ có hát rồi cô. Không được nghe uổng quá. Không sao cô, về chờ chương trình phát sóng lên là nghe à cô, hay lắm.
em vừa đàn vừa hát cũng hay nha. Rồi hồi em đàn cho Ngọc hát nữa, trời ơi kết hợp tuyệt vời luôn cô. Dạ dạ, cũng mong là hai đứa hợp nhau đi cho dạ, vui. Các Tường cũng mong lắm đó cô. Bây giờ anh thua còn lại là hai bạn trẻ này có quyết tâm hay không, rồi có chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu vun đắp với nhau hay không thôi. Chứ hoàn cảnh điều kiện của Ngọc ở đây là cũng rất là tốt. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô Tường. Dạ Tường mắc sai. Dạ rồi, giờ còn phần còn lại giờ cô chắc là cũng khích lệ cho Ngọc với cho Thảo một câu cho hai bạn tự tin lên nha cô. Con cứ thành thật với nhau đi, làm cái gì nó cũng sẽ êm xuôi hết. Dạ dạ, cảm ơn cô. Có gì cái gì xấu tốt cứ nói cho nhau nghe hết, không có che giấu gì hết, là sẽ thuận buồm xuôi gió thôi. Dạ thôi, bữa nay các Tường sẽ cố gắng nha. Bây giờ cô nói với Thảo một câu để cho em nó tự tin hơn nha cô. Mẹ thấy là được hết 99% rồi đó, mà còn lại là con nha. Dạ dạ. Cố gắng lên. Dạ. Rồi, ông với cô ở nhà yên tâm nha, giao cho các Tường cô đừng lo quá. Rồi đợi chương trình lên là cô xem nha cô nha. Dạ dạ, cảm ơn cô Tường, bữa nào xem đi xem lại, hay cái nào có cô Tường là coi hết á. Dạ dạ. Rồi con chúc các Tường chúc cô nhiều sức khỏe, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha cô. Dạ cảm ơn cô Tường. Dạ chào cô. Dạ. Bây giờ còn lại hai bạn nè, chị hỏi em nè, bây giờ nãy giờ cảm xúc như thế nào? Dạ, nãy giờ Thảo cũng đạt khá nhiều cái tiêu chí mà em đặt ra rồi, nên em cũng muốn tìm hiểu thêm nữa. Chắc là để ra ngoài tìm hiểu thêm. Còn Thảo thì sao? Thảo cảm thấy có cái suy nghĩ như thế nào trong lúc này? Dạ, cũng thấy giống như anh Ngọc là cũng có nhiều tiêu chí đẹp. Chị nghĩ là hai cái quan trọng là cái chuyện em nói gì đầu hồi đầu lúc tình trường á. Hai bạn đều là những người mà đều là còn mới mẻ, nếu mà đến được với nhau sẽ có những cái trải nghiệm cùng nhau rất là thú vị và rất là kỷ niệm, rất là đáng nhớ. Hãy trân trọng những cái điều đó. Rồi trong cuộc sống thì cái tuổi mình nó cũng ngang nhau, ai cũng chín chắn trong công việc, có thể hỗ trợ được nhau nhiều trong cái công việc. Rồi, thế bây giờ chị mời hai bạn đặt tay lên cái nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống giùm cho chị, không đồng ý mình có quyền lịch sự lấy tay ra. Mình đạt được khá nhiều cái tiêu chí mà em đặt ra rồi, nên em cũng muốn tìm hiểu thêm nữa. Chắc là hai. Mẹ thấy là được hết 99% rồi đó. Dạ cũng thấy giống như anh Ngọc là cũng có nhiều tiêu chí đẹp. Một. Dạ, dễ thương quá.